Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Giờ của Mẹ. Xin kính mời quý vị thăm trang nhà của Radio Giờ của Mẹ, phát thanh từ California, Hoa Kỳ. Xin kính mời quý vị vào thăm trang nhà www.memaria.org, memaria.org. Số điện thoại liên lạc 714-265-1512, 265-1512. Thưa quý thính giả, Radio Giờ của Mẹ xin được gửi đến quý vị 94 tư tưởng của cha Thánh Gioan Maria Vianney, chánh xứ giáo xứ Arts nước Pháp, và có phần trình bày của Minh Yến và Kim Hà. Một, yêu mến Thiên Chúa thật là tuyệt vời, phải lên trời mới hiểu được tình yêu. Kinh nguyện giúp một phần, vì kinh nguyện nâng tâm hồn lên trời, lên cùng Thiên Chúa. 2. Người ta càng hiểu biết về con người, càng không yêu nó. Đối với Thiên Chúa thì ngược lại, người ta càng hiểu biết Thiên Chúa bao nhiêu, càng yêu mến người hơn bấy nhiêu. Sự hiểu biết này ôm ấp linh hồn bằng một tình yêu lớn lao, đến độ chỉ yêu mến và khao khát yêu mến một mình Thiên Chúa mà thôi. 3. Con người được tạo dựng nên bởi tình yêu, nên nó luôn hướng về tình yêu. Đằng khác, con người được nên cao trọng, đến nỗi không có gì thỏa mãn được nó trên trần gian. Chỉ khi nào con người hướng về Thiên Chúa, lúc đó mới được thỏa mãn trọn vẹn. 4. Hãy đem con cá ra khỏi nước, nó sẽ chết, không sống được. Con người không có Thiên Chúa cũng vậy, sẽ chết yểu. 5. Có những người không yêu mến Thiên Chúa, không cầu xin người, mà vẫn thịnh vượng, phát đạt. Đó là một dấu không tốt, họ đã làm được ít điều lành qua bao nhiêu điều dữ. Thiên Chúa thưởng công họ ở đời này rồi. 6. Trần gian là một cái cầu bắc qua sông. Nó chỉ là phương tiện cho chúng ta thôi. Chúng ta ở trong thế gian, nhưng chúng ta không thuộc về thế gian này, vì chúng ta đọc kinh hàng ngày, lạy cha chúng con ở trên trời. 7. Vậy chúng ta hãy trông đợi phần thưởng dành cho chúng ta khi chúng ta về nhà cha chúng ta. Do đó mà người tín hữu tốt luôn phải vác thập giá như những nghịch cảnh, những chống đối, những khinh bỉ, những hiểu lầm, bỏ vạ, vu oan, vân vân. Càng tốt, người ta lấy làm lạ về điều đó, xem ra vì người ta yêu mến Chúa quá ít nên Chúa không có gì trái ý mình và làm cho mình phải đau khổ. Chúng tôi xin trả lời rằng, những người như thế không khôn ngoan. Tuy vậy, cái gì họ cũng thành công. Còn tôi thất bại điều tôi có thể, nhưng mọi cái đều ngược lại cả. 8. Đấy chính là điều chúng ta không hiểu giá trị và hạnh phúc của thập giá. Có khi người ta nói, Thiên Chúa sửa phạt những kẻ Chúa yêu. Điều đó không hoàn toàn đúng như thế. Những thử thách đến với những kẻ Chúa yêu chưa chắc là những sửa phạt nghiêm khắc, nhưng là ân huệ to lớn. Đừng nhìn kỹ vào việc làm, nhưng vào phần thưởng. Người buôn bán không quan tâm đến vất vả khó nhọc, nhưng đến lợi nhuận mà họ kiếm được. 20 năm, 30 năm có nghĩa lý gì khi so sánh với vĩnh cửu đời đời? Đau khổ, buồn phiền có là gì? 3 điều bị hạ nhục, 1 vài điều bị lạnh nhạt, 1 vài điều gây bực bội, điều đó không giết được ai, không làm ta nản chí. 9.
làm đẹp lòng Chúa thì cao cả biết bao, mặc dầu ta rất hèn mọn. 10. Chúng ta có miệng lưỡi để cầu nguyện, có trái tim để yêu mến Thiên Chúa, có con mắt để khóc lóc tội lỗi mình. Mười một, chúng ta là số nhiều, nhưng chúng ta không vô tích sự, không có gì cao trọng bằng con người, và cũng không có gì bé nhỏ bằng con người. Không có gì cao trọng khi người ta nhìn vào linh hồn mình, không có gì bé nhỏ khi người ta nhìn vào thân xác mình. Người ta trang điểm làm đẹp thân xác mình, như thể người ta chỉ có nó để chăm sóc. Ngược lại, người ta chỉ có nó để coi thường hoặc phải chăm sóc linh hồn hơn thân xác. 12. Chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa. Con người luôn luôn là tác phẩm của người. Điều đó dễ hiểu thôi, nhưng việc đóng đinh một Thiên Chúa làm người là tác phẩm của chúng ta, đó mới là điều khó hiểu. 13. Có những người dâng Chúa Cha hằng hữu một trái tim cứng cỏi, họ lầm biết bao. Chúa Cha hằng hữu đã không sử dụng đến đức công bằng của người. Người đã ban cho con một rất dấu yêu của người, một trái tim nhân hậu, tốt lành vô biên. Người ta không cho cái mình không có. Chúa Kitô đã thưa với Chúa Cha rằng: Lạy Cha, xin tha thứ cho họ, xin đừng phạt họ. 14. Chúa Giêsu Kitô đã chịu đau khổ hơn việc người phải chịu để cứu chuộc chúng ta, nhưng điều thỏa mãn đức công bình của Cha người thì chưa thỏa mãn được tình thương của người. 15. Không có cái chết của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tất cả loài người hợp lại với nhau không thể đền được một tội nói dối nhẹ. 16. Dấu thánh giá là dấu quý trọng, làm cho ma quỷ run sợ, bởi vì nhờ dấu thánh giá mà chúng ta thoát khỏi nó. Phải làm dấu thánh giá với lòng cung kính cao độ. Chúng ta bắt đầu từ trên đầu, tuyên xưng Thiên Chúa, đấng tạo dựng là Chúa Cha, rồi đến trái tim, tình yêu, sự sống, ơn cứu độ là Chúa Con, sang hai vai, sức mạnh là Chúa Thánh Thần. Tất cả nhắc chúng ta hướng về thập giá, vì Chúa đã dùng thánh giá mà cứu chuộc nhân loại. Chính chúng ta cũng được dựng nên theo hình dạng thập giá. 17. Trên trần gian này, người ta không nhìn thấy thiên đàng và hỏa ngục. Thiên đàng, vì nếu người ta nhận biết thiên đàng vô cùng tốt đẹp và hạnh phúc, người ta sẽ nỗ lực tìm tới đó bằng bất cứ giá nào, người ta sẽ bỏ lại thế gian hoang vu. Còn hỏa ngục, bởi vì nếu người ta biết rõ những cực hình của nó, người ta sẽ tránh nó bằng bất cứ giá nào. 18. Trên trời người ta được nuôi dưỡng bằng hơi thở của Thiên Chúa. Như một ông kiến trúc sư, Thiên Chúa sẽ đặt chúng ta như hòn đá sống động trong ngôi nhà của mình, mỗi hòn đá ở vào một nơi xứng hợp với họ. 19. Thiên đàng được thiết lập trong linh hồn các thánh, đó là thác nước từ trời đổ xuống. Trong đó các thánh bơi lội ngụp lặn, cũng như ba môn đệ trên núi Tabor, chỉ xem thấy một mình Chúa Giêsu. Những linh hồn có đời sống nội tâm trên núi Tabor của lòng mình cũng chỉ nhìn ngắm Thiên Chúa như hai người bạn, không bao giờ nhìn nhau mà cảm thấy nhàm chán.
20, có những người mất đức tin thì chỉ trông thấy hỏa ngục và phải bước vào đó thôi. Những kẻ bị luận phạt, bị bao bọc bằng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa như cá trong nước vậy. 21. Không phải Thiên Chúa kết án, luận phạt chúng ta. Chính chúng ta tự lên án bởi tội lỗi chúng ta. Những kẻ bị kết án không tố cáo Thiên Chúa, họ tự tố cáo chính mình. Tôi đã mất Thiên Chúa, mất linh hồn và mất thiên đàng bởi tội tôi mà thôi. 22. Không hề có ai bị kết án vì đã phạm nhiều tội lỗi, nhưng rất nhiều người ở trong hỏa ngục chỉ vì một tội trọng mà họ không muốn sám hối, ăn năn, sửa mình. 23. Nếu một tội nhân có thể nói lên một lần mà thôi, lạy Chúa, con yêu mến Chúa, thì sẽ không còn hỏa ngục cho họ nữa. Nhưng hỡi ơi, linh hồn khốn nạn ấy đã mất khả năng yêu mến mà nó đã nhận được, và do đó nó đã không tự giúp mình được gì. Trái tim của nó đã khô héo như chùm nho đã bị nghiền nát qua máy ép nho, không còn hạnh phúc trong linh hồn họ, và không có bình an bởi vì không có tình yêu. Hỏa ngục đã lấy đi nguồn suối lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Nhưng tội nhân sẽ nói rằng, nếu ít ra Thiên Chúa không yêu thương chúng tôi quá dường ấy, chúng tôi sẽ chịu đau khổ ít hơn, hỏa ngục trở nên dễ chịu hơn, nhưng vì người quá yêu thương chúng tôi nên mới đau đớn quá đỗi. 24. Một vị vua đã nói với một sự hối tiếc trong giờ sau hết rằng, trẫm phải bỏ nước trẫm mà đi đến một xứ sở mà trẫm không biết một ai. Đó chính là điều ông không bao giờ nghĩ đến hạnh phúc nước trời. Vậy ngay từ bây giờ, phải tìm những người bạn hữu ở trên đó, để rồi sẽ gặp lại nhau sau khi chết, và chúng ta hết sợ hãi, như vị vua đó, đến một nơi không quen biết một ai. 25. Chúng ta chỉ sống ở trần gian như trong cái kho hàng một thời gian ngắn. Xem ra chúng ta không nhúc nhích và chúng ta bước những bước thật lớn về nơi vĩnh cửu như hơi nước vậy. 26. Người ta bảo cho người chết rằng, phải làm gì trên nấm mộ của bạn? Bạn viết, nằm ở đây là một người dại dột, đã ra khỏi đời này mà không biết mình vào đó hay sao? Có nhiều người ra khỏi đời này mà không biết mình phải làm gì, sống làm sao cho ra sống, và cũng chẳng lo gì để lợi ích cho mình. Chúng ta đừng bắt chước họ như vậy. 27. Nếu những tội nhân có được thời gian mà chúng ta đang làm phí phạm, họ sẽ tận dụng để gây ích lợi cho chính mình biết mấy. Nếu họ chỉ có được 30 phút thôi, thì 30 phút ấy hắn sẽ đóng được cửa hỏa ngục không chút nghi ngờ. 28. Khi chết, chúng ta làm một việc hoàn trả, trả lại cho bụi đất cái mà nó đã cho chúng ta, một chút cho bụi bằng hạt quả rẻ. Đó, ta chỉ trở nên như thế đó mà thôi. Nào có gì đáng hãnh diện đâu. 29. Đối với thân xác chúng ta, sự chết chỉ là chút bột giặt. 30. Trên trần gian, chúng ta phải làm việc, phải chiến đấu với ba thù, thế gian, xác thịt và ma quỷ. Trong cõi đời đời, chúng ta sẽ có thời giờ nghỉ ngơi. B.
31. Nếu chúng ta hiểu được hạnh phúc Chúa dành cho chúng ta ở đời sau, chúng ta hầu như có thể nói được rằng chúng ta có hạnh phúc hơn các thánh trên trời. Các ngài sống bằng công phúc khi còn ở trần gian. Các ngài không lập công thêm vào hạnh phúc các ngài đang hưởng nữa. Còn chúng ta có thể từng giây phút làm giàu cho kho tàng của chúng ta sau này trên trời. 32. 10 điều răn Đức Chúa Trời là những giáo huấn Thiên Chúa ban cho chúng ta để đi vào con đường lên trời, như những bảng chữ người ta đặt ở lối vào các đường phố và ở đầu đường để chỉ cho biết tên đường mà đi. 33. Ân sủng của Chúa giúp chúng ta lên đường và nâng đỡ chúng ta. Ơn Chúa cần cho chúng ta cũng như những cái nặng cần cho người đau mất cả hai chân. 34. Khi người ta đi xưng tội, phải hiểu điều người ta sẽ làm. Có thể nói người ta sẽ tháo đinh cho Chúa Giê-xu. 35. Khi bạn xưng tội nên là bạn xiềng xích Satan vào. Đừng giấu tội, vì những tội chúng ta giấu sẽ tỏ lộ ra hết. Muốn che giấu tội lỗi của mình, phải xưng tội cho ngay thẳng và sốt sắng, quyết chừa cải và canh tân đời sống. 36. Những tội lỗi của ta chỉ là hạt cát bên cạnh một quả núi to lớn, là lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. 37. Cũng như con chim bồ câu tắm xong bay ra khỏi nước và rũ cánh trên đất, Chúa Thánh Thần ra khỏi đại dương vô biên, những thiện hảo của Thiên Chúa đến vỗ cánh trên các tâm hồn trong trắng, để rỉ vào đó mùi thơm tho dịu ngọt của tình thương. 38. Chúa Thánh Thần nghỉ ngơi trong tâm hồn trong sạch, như trên đường trải đầy hoa hồng. Chúa Thánh Thần đem đến cho tâm hồn mà người ngự trị một mùi thơm như mùi thơm của cây nho khi đang nở hoa. 39. Ai giữ linh hồn trong sạch khi chịu phép rửa tội thì giống như em bé, không bao giờ dám bất tuân lệnh cha mình. 40. Khi ai gìn giữ tâm hồn sạch tội, người ấy như được nâng cao nhờ tình thương của Chúa, như con chim bay lên bằng đôi cánh của mình. Ai giữ linh hồn sạch tội trọng thì giống như chim phượng hoàng và chim én bay bổng lên không trung. 42. Một Kitô hữu giữ linh hồn sạch tội trên trần gian, giống như con chim bị buộc vào một sợi dây. Tội nghiệp cho con chim, nó chỉ chờ lúc nào người ta cắt dây trói chân nó để được phóng thích và bay bổng lên trời. 43. Những Kitô hữu tốt là những con chim ấy. Chúng có những cánh to lớn và những chân nhỏ, và chúng không hề nghỉ, vì nếu chúng không thể bay cao hơn được nữa, chúng sẽ bị bắt. Chúng quen làm tổ ở trên mỏm đá cao, trên mái nhà, trên những nơi cao. Cũng vậy, người tín hữu phải luôn ở những nơi cao, nghĩa là lòng trí phải luôn hướng về những sự trên trời, nơi siêu việt. Khi nào chúng ta hạ thấp lòng trí ta, hướng về những sự phàm tục, chúng ta sẽ bị mắc bẫy. 44. Một linh hồn trong trắng giống như viên ngọc trai, bao lâu nó bị giấu trong vỏ ốc
dưới đáy biển, chẳng ai biết đến nó và ca tụng vẻ đẹp của nó. Nhưng nếu bạn trưng nó ra mặt trời, ngọc trai sẽ sáng chói và thu hút nhiều ánh mắt. Cũng vậy, một linh hồn trong trắng được ẩn giấu dưới con mắt người đời, một ngày kia sẽ rạng ngời trước mặt các thiên thần trong ánh sáng vĩnh cửu. Linh hồn trong sạch tươi đẹp như một đóa hoa hồng tuyệt vời và ba ngôi Thiên Chúa từ trời xuống để thưởng thức hương thơm của nó. 45. Lòng từ bi của Chúa như thác nước tràn đầy, kéo theo những tấm lòng sốt sắng theo đường lối người. Thiên Chúa mau mắn tha thứ cho tội nhân ăn năn sám hối, như người mẹ mau lẹ kéo con mình ra khỏi lửa hồng. 46. Những kẻ được chọn như những bông lúa miến thoát khỏi người thu hoạch, và như những chùm nho sau mùa hái nho. 47. Hãy tưởng tượng một người mẹ đau khổ bắt buộc phải giơ cao máy chém cắt đầu con mình. Thiên Chúa tốt lành cũng vậy, người đau khổ vì phải kết án một tội nhân. 48. Hạnh phúc thay biết bao cho những người công chính. Sau cõi đời này trong ngày tận thế, linh hồn họ mặc mùi thơm bay xuống trần, tìm thân xác mình để cùng hưởng thánh nhan Thiên Chúa trên thiên đàng. Lúc đó thân xác chúng ta ra khỏi mồ như một miếng vải đã qua thợ giặt. Thân xác những người công chính sáng chói trên thiên đàng như những hạt kim cương, như những khối cầu tình thương. 49. Một hôm, tôi đi thăm một bệnh nhân. Lúc đó vào mùa xuân, cây cối bên đường đầy chim đang hót líu lo. Tôi thích nghe tiếng hót của chúng, và tôi nói với các chú chim rằng, hỡi các chú chim, tội nghiệp các chú quá. Các chú không biết các chú đang làm gì. Các chú đang hát ca tụng Thiên Chúa, đấng dựng nên các chú đấy. 50. Cha Thánh Gioan Maria Vianney thích kể một câu chuyện truyền thuyết bằng thơ của Thánh Mùa. Một ngày nọ, người mang cơm cho Thánh Biển Đức thấy một con rắn to, người bắt lấy và túm nó trong vạt áo của người và khoe với Thánh Biển Đức rằng, thưa cha xem con rắn con vừa bắt. Khi Thánh Tổ Phụ và các thầy đã quy tụ lại, con rắn bắt đầu thổi sáo và nhe răng muốn cắn các thầy. Bấy giờ Thánh Biển Đức bảo rằng, này con, hãy trả nó về chỗ con đã bắt nó. Và khi Thánh Mô đã ra đi, Thánh Nhân nói thêm, thưa anh em có biết tại sao con rắn này lại hiền lành với em bé này không? Ấy chính bởi em đã giữ lòng trong trắng từ khi chịu phép rửa tội. 51. Cha Thánh Gioan Maria Vianney, chánh xứ Ars, cũng vui vẻ kể lại câu chuyện của Thánh Francisco Assisi giảng cho cá. Chuyện này thật hấp dẫn trong sách Những Bông Hoa Nhỏ. Một ngày nọ, Thánh Francisco Assisi giảng trong một thành phố có nhiều người theo tà giáo, họ bịt tai lại không nghe người. Người liền dẫn dân chúng ra bờ biển và người lên tiếng kêu gọi các loại cá, hãy đến nghe lời Chúa, vì người ta đã từ chối nghe lời người. Vài phút sau, các loại cá đã tuôn đến đông đúc gần bờ, cá to đằng sau cá bé. Thánh Francisco liền hỏi cá rằng, chúng con có biết ơn Chúa đã cứu chúng con khỏi lụt đại hồng thủy không? Bây giờ cá lớn, cá bé đều vẫy đuôi cúi đầu, tỏ vẻ đồng ý. Lúc đó Thánh Nhân nói với dân chúng rằng,
anh chị em hãy xem, những con cá này vô tri thức mà chúng còn biết ơn Thiên Chúa, còn chúng ta tệ bạc, khinh dễ lời người. 52. Phải tiếp tục hoạt động như những mục đồng đang ở ngoài đồng vào mùa đông. Cuộc sống của chúng ta cũng giống như một mùa đông dài. Họ phải đốt lửa, nhưng thỉnh thoảng họ phải đi kiếm củi ở chỗ nọ chỗ kia để cho lửa được cháy liên tục. Như các mục đồng, nếu chúng ta biết giữ lửa tình yêu Thiên Chúa trong tâm hồn bằng cầu nguyện và những việc lành, lửa sẽ không tắt lịm. 53. Nếu anh em không yêu mến Chúa là cha của anh em thật tội nghiệp đáng thương. Anh em cũng như một cây không hoa trái, trong linh hồn kết hiệp mật thiết với Chúa, luôn luôn là mùa xuân. 54. Lời cầu nguyện là hạt sương ướp mùi hương thơm ngát, nhưng phải cầu nguyện với tâm hồn trong sạch mới cảm nghiệm được hương vị. Nó phát xuất từ lời cầu nguyện, sự dịu ngọt như nước ép của trái nho chín. 55. Lời cầu nguyện giải thoát linh hồn khỏi vật chất. Lời cầu nguyện nâng linh hồn lên cao như lửa, đẩy quả bóng lên không trung. 56. Người ta càng cầu nguyện thì càng muốn cầu nguyện hơn, cũng như cá, trước tiên nó bơi trên nước, rồi nó bơi sâu xuống và tiến về phía trước. Linh hồn ngụp lặn tan biến trong sự êm dịu khi chuyện vãn với Chúa. Say mê cầu nguyện không để ý tới thời gian. Tôi không hiểu tại sao người ta lại không mơ ước thiên đàng, nơi Chúa dành cho những ai yêu mến người. 57. Khi người ta cầu nguyện phải mở rộng tâm hồn ra cho Thiên Chúa, như con cá khi nó bơi vào biển đang có sóng to. Thiên Chúa không cần chúng ta, nếu người dạy chúng ta cầu nguyện, đó là người muốn ban hạnh phúc cho chúng ta, và hạnh phúc thật của ta chỉ tìm thấy được ở nơi người. Khi người thấy chúng ta đến với người, người nghiêng mình cúi xuống với ta là thụ tạo bé nhỏ nhất của người, như một người cha nhân hậu ghé tai nghe người con mình nói với mình. 58. Ban sáng ta phải như em bé nằm trong nôi, vừa mở mắt nó chỉ biết liếc nhìn xem mẹ ở đâu. Khi thấy mẹ nó rồi, nó bắt đầu mỉm cười. Nếu không trông thấy mẹ, nó khóc nhè ngay. 59. Linh hồn chúng ta được bọc trong thân xác, như em bé được bọc trong tã lót. Người ta chỉ trông thấy khuôn mặt nó. 60. Một lần kia xảy ra tại nhà chúng tôi, có con chó sói điên dại xông đến cắn xé gia súc. Thấy trên đường nó chạy có em bé 2 tuổi, nó ngoạm lấy em và đem đi. Nhưng những người làm vườn nho thấy, liền đuổi theo và cứu được em bé khỏi miệng sói. Cũng vậy, bí tích sám hối đã kéo chúng ta khỏi nanh vuốt của Satan. Tôi nghĩ rằng phải đặc biệt quan tâm và thương xót những người nghèo khổ trên thế giới. Họ phải đeo trên vai một áo khoác đầy gai, không thể cử động mà không bị gai đâm vào mình, trong khi những người Kitô mặc áo khoác bằng da thỏ, dày gấp đôi. 62. Người tín hữu tốt không quý trọng của cải thế trần. Họ thoát khỏi lòng dính bén của cải, như con chuột thoát khỏi nước.
Khốn thay chúng ta không có tâm hồn đủ tự do và đủ trong sạch khỏi những dính bén của cải trần thế. Bạn hãy lấy một miếng bọt bể thật khô và sạch, nhúng nó vào chén rượu mùi, nó sẽ thấm đầy cho tới khi rượu tràn ra ngoài. Nhưng nếu nó không khô, cũng không sạch, nó không mang lại được chút gì. Cũng vậy, khi tâm hồn không được tự do và trong sáng, thoát khỏi dính bén trần tục, người ta cầu nguyện vô ích, không mang lại ích gì cả. 63. Tâm hồn kẻ phạm tội chứa đầy tội lỗi. Nó giống như một miếng thịt hư, có đầy dòi bọ, rúc rỉa. Khi chúng ta tự loại bỏ mọi đam mê nết xấu ra khỏi linh hồn chúng ta gỡ bỏ được hết những gai góc xung quanh thân xác chúng ta. 64. Chúng ta giống như những con chuột nhũi mới nở được 8 ngày. Chúng ta không trông thấy sớm hơn ánh sáng khi chúng ta tiến sâu vào trái đất. 65. Satan phỉnh gạt chúng ta đến hơi thở cuối cùng, như người ta nhạo cười phỉnh gạt phạm nhân đang chờ đợi công an đến bắt đi. Khi công an đến, nó kêu la khóc lóc, nhưng không vì thế mà người ta tha cho nó đâu. 66. Khi người ta chết, người ta thường giống như một miếng sắt gì phải ném vào lửa. 67. Những người tội lỗi khốn nạn bị tê cống như những con rắn trong mùa đông. 68. Kẻ bỏ vạ cáo gian thì giống như con sâu khi bay lượn trên các thứ hoa, để lại nước dãi của nó làm cho các hoa ra như bẩn. 69. Bởi vì Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta ẩn mình trong bí tích thánh thể, giấu hết sự uy quyền của người, bạn đứng ở đây cách bất xứng. Người đấy, người đang ở trước mặt bạn, cũng như trong mấy ngày trước đây, có đức giám mục ở đó, mọi người cứ xô đẩy người. Nhưng nếu người ta biết đó là đức giám mục, thì đâu ai dám xô đẩy người nữa. 70. Nhiều người trong chúng ta dâng trọn tuổi xuân cho Satan, những cái thừa thãi mới dành cho Chúa, là đấng rất nhân hậu. Ngài cũng muốn nhận tuổi xuân của ta. Hạnh phúc thay, không phải hết mọi người đã làm điều đó. Có một cô dáng người cao lớn và đẹp thuộc về những gia đình đầu tiên của nước Pháp, vừa ra đi sáng nay cô tròn 23 tuổi, rất giàu có. Cô không màng chi đến việc lập gia đình. Cô đã hiến toàn thân làm của lễ hy sinh cho Chúa, để đền tội và cầu cho kẻ có tội ăn năn trở lại với Chúa. Cô mang một dây có nhiều đinh sắt đâm vào mình cho đau đớn. Cô hãm mình ép xác nhiều cách, cha mẹ cô không hay biết gì về việc đó. Cô ra xanh xao gầy còm, đó là một tâm hồn cao thượng đẹp lòng Chúa. Chúng ta sửng sốt ở thế kỷ này còn có người phái yếu mà sống can đảm như thế. Đời sống thánh thiện của cô đã ngăn tay công thẳng Chúa muốn phạt thế giới. 72. Xảy ra trong những ngày này, hai mục sư tin lành không tin có sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong phép thánh thể. Cha Vianney đã nói với họ, các ông có tin rằng một miếng bánh có thể tự tách ra, bay đi và tự đặt trên lưỡi một người nào đó đang đến gần để xin rước lấy không? Không, vậy thì không phải là bánh. 73. Người ta hoài nghi về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong thánh thể. Cha Vianney nói, người ta biết gì về điều đó?
điều đó không xác thực. Lời truyền phép là cái gì đó, trong lúc đó xảy ra cái gì trên bàn thờ, nhưng người muốn tin và cầu xin Đức Mẹ giúp người được thêm lòng tin vững ấm. 74. Hãy nghe đây, cha Vianney không nói điều này xảy ra ở đâu. Tôi nói điều đó đã xảy ra cho tôi lúc người ta lên rước lễ. Mình Thánh Chúa tự rời khỏi tay tôi. Khi tôi đứng gần họ, Chúa tự ý đến nghỉ ngơi trên lưỡi người xin rước lễ. 75. Tin mừng hôm nay. Hỡi các bạn, người cha của gia đình ra đi từ sáng sớm để thuê những lao động đi làm vườn nho của mình. Không có ai trong vườn nho này sao? Có chứ, đã có Đức Maria Đồng Trinh được sinh ra trong vườn nho này. Vườn nho đó là gì? 76. Đó là ân sủng và Đức Trinh nữ sinh ra trong đó, vì người thụ thai vô nhiễm trong lòng bà Thánh Anna. 77. Chúng ta được kêu gọi ở trong đó. Người cha của gia đình tìm kiếm chúng ta, nhưng Đức Mẹ Đồng Trinh luôn ở trong đó. Ôi, người lao động tuyệt vời, Thiên Chúa có thể dựng nên một thế giới này, nhưng người không thể dựng nên một tạo vật nào tốt đẹp, hoàn mỹ hơn Đức Mẹ được. Người là tháp ngà được xây giữa vườn nho của Thiên Chúa. 78. Đây là một sự so sánh nhẹ không tương xứng. Các bạn có biết những cái trứng ở dưới lòng biển? Từ đó nó phát sinh ra những con cá nhỏ bé đã bơi lội trong nước với tốc độ cao. Đức Trinh Nữ Maria cũng vậy, vừa sinh ra đã được tràn đầy ân sủng, và người đã đi dạo trong đại dương ân sủng. 79. Sau Đức Trinh Nữ Maria, có một người còn ở ngoài vườn nho một thời gian, nhưng người đã không chậm trễ đi vào, đó là Thánh Gioan Tẩy Giả. Tất cả những người khác đã đến sau Gioan Tẩy Giả, và người cha trong gia đình phải đi tìm về. 80. Những người làm vườn nho giờ thứ nhất là ai? Đó là Thánh Louis Gonzaga, Thánh Tanisla de Kostka, Thánh Nữ Coletta. Tất cả những vị này đã vào trong vườn nho nhờ bí tích thánh tẩy và không hề ra khỏi đó, vì các ngài đã giữ được lòng trinh trong vô tội. Phúc cho những linh hồn có thể thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, con luôn thuộc trọn về Chúa. Ôi đẹp lắm thay, lớn lao thay, con người biết dâng cho Thiên Chúa tuổi thanh xuân của mình. Ôi vui sướng và hạnh phúc biết bao. Thế gian này sẽ qua đi, chúng ta cũng qua đi với nó. Những nhà lãnh đạo quốc gia, những người quyền thế, những người giàu có cũng sẽ qua đi. Người ta sẽ tự nhận chìm vào thế giới vĩnh cửu. Nơi đó, họ không còn chút hy vọng trở về lại lần nữa. Chỉ còn một sự cần thiết và quan trọng phải làm, lo phần rỗi linh hồn mình mà thôi. 82. Các thánh không dính bén của cải thế gian, các ngài chỉ ao ước những sự trên trời. Ngược lại, những người thuộc thế gian chỉ nghĩ đến những sự chóng qua đời này. 83. Một người tín hữu Chúa Kitô giống như những người đi sang xứ lạ, thu góp vàng bạc. Họ không nghĩ sẽ ở lại đó, và họ cũng không bao giờ có ý nghĩ sẽ trở về đó sau khi đã thu gom tiền bạc. Họ còn làm như những ông vua, khi nghĩ sẽ bị truất phế, nên họ thu gom vàng bạc và bí mật gửi đi trước. Những kho tàng ấy chờ đợi họ. Cũng vậy, người tín hữu Chúa Kitô gửi
tất cả những việc lành phúc đức của mình vào thiên đàng. 84. Nếu chúng ta suy nghĩ được như thế, chúng ta sẽ luôn hướng lòng về trời, quê hương đích thực của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta còn dính bén say mê những sự thế gian này, thì khó có thể nghĩ đến nước trời mai sau, mà điều đó lại là điều cần thiết nhất cho cuộc sống chúng ta ở trần gian, có ý nghĩa tối hậu. 85. Hãy nhìn xem các thánh, các ngài đã cởi bỏ mọi ràng buộc của thế tục. Các ngài coi thường của cải, sự sang trọng, trần gian, tất cả chỉ là phù vân. 86. Một thầy dòng đã mất cha mẹ, thấy mình hiện là chủ gia đình. Khi người ta cho thầy biết tin về gia đình, thầy hỏi, cha mẹ tôi chết bao lâu rồi? Người ta trả lời cho thầy, mới 3 tuần nay. Các ông hãy nói cho tôi biết có người nào đã chết mà có thể hưởng gia tài không? Không, chắc chắn là không. Vậy thì tôi không thể hưởng gia tài của cha mẹ mới qua đời được 3 tuần nay. Tôi là người đã chết từ 20 năm nay. 87. Các thánh hiểu rõ sự hư vô và phù vân của thế trần và hạnh phúc là được từ bỏ tất cả để được hưởng gia nghiệp trên trời. 88. Có 2 thứ hà tiện, hà tiện của cải nước trời và hà tiện của cải thế gian. Hà tiện của cải thế gian không mang tư tưởng xa hơn thời gian. Nó không bao giờ cho là đủ, nó thu góp mãi mãi, nhưng khi giờ chết đến, nó sẽ chẳng có gì. Tôi, cha xứ Art, thường nói với họ rằng, đó là tất cả như những kẻ dự trữ quá nhiều cho mùa đông. Khi mùa gặt tới, họ không biết làm gì. Điều đó chỉ làm cho họ bối rối lo sợ. Cũng vậy, khi thần chết đến, của cải chỉ làm cho rối lòng rối trí mà thôi. Chúng ta không mang đi được gì cả, chúng ta phải để lại hết. 89. Chúng ta sẽ nói gì về một người chất đống của cải và đồ vật trong nhà, dự trữ rượu, nước, những đồ cần dùng trong nhà mà bây giờ họ bắt buộc phải bỏ ra đi, vì chúng sẽ hư thối và họ sẽ để lại những thứ đá quý, vàng kim cương họ có thể giữ được, mang đi với mình bất cứ nơi đâu họ đi, và họ hưởng thụ gia tài của họ. Tuy nhiên, chúng ta làm được như vậy, chúng ta dính bén với vật chất, với cái phải tiêu tan, phải qua đi, mà chúng ta không thu góp của trên trời là kho tàng không hư nát, không bị lấy mất và bền vững đến muôn đời. 90. Một tín hữu tốt, một người hà tiện của nước trời, ít cần khoe khoang của cải trần gian, không tìm kiếm ao ước nó. Họ chỉ nghĩ đến việc thu góp hành trang cho linh hồn mình, thu góp cái gì hạnh phúc và bền vững cho mình mãi mãi. 91. Anh em đi từ thế giới này đến thế giới nọ, từ vương quốc này tới vương quốc kia, lo làm giàu thu góp của cải, hưởng thụ mọi vui sướng thế gian. Anh em sẽ không tìm thấy hạnh phúc thật, toàn thể trái đất này cũng không làm thỏa mãn một linh hồn bất tử cũng như một muỗng bột trong miệng người đói, làm sao no thỏa được. 92. Khi thánh tông đồ đã nhìn thấy Chúa Giêsu sống lại về trời, các ngài thấy thế gian buồn quá, tầm thường quá, không đáng quan tâm. Các ngài chạy theo những cực hình để chúng có thể kéo các ngài ra khỏi thế gian sớm hơn, hầu được kết hợp với thầy mình.
Ba mẹ bảy người con Maccabê trong Cựu Ước đã chứng kiến các con mình chịu cực hình và chết trước mặt mẹ. Cũng như chết bảy lần vậy, bà đã khích lệ các con rằng hãy nhìn lên trời. 93. Thiên Chúa, Chúa chúng ta thường công đức tin các thánh bằng cách tỏ cho họ nước trời, một cách như cảm nghiệm được. Có những vị đi dạo chơi trong vườn địa đàng, có thánh thấy trời mở ra trên đầu mình. Thánh Phaolô đã sung sướng được nhấc lên tầng trời và tuyên bố đã được nghe những lời khôn tả mà loài người không được phép nói lại. Thánh Teresa thành Avila nhìn lên trời và như người nói, mọi sự trên thế gian này đối với người chỉ là rác rến, phù vân. Còn chúng ta chỉ là thể chất, chúng ta lệ thuộc vào bụi đất, và chúng ta không biết nâng mình lên cao hơn, chúng ta quá nặng nề về vật chất. 94. Hỡi anh em thân mến, hãy coi những tư tưởng đầy yên ủi này. Chúng ta sẽ ở với ai trên thiên đàng? Chúng ta sẽ ở với Thiên Chúa là cha chúng ta, với Chúa Giêsu là anh của chúng ta, với mẹ Maria là mẹ của chúng ta, với thánh cả Giuse, với các thiên thần và các thánh là bạn hữu của chúng ta. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.